tình đổi mới đời sống chung con tăng dưỡng linh hồn bồi thêm lửa bên soi sáng chi con hiệp nhất muôn
Để cứu những kẻ tội lỗi trên
nàng hiền lệ còn yêu, thân xác tiêu điều hy sinh cho người mình yêu. Cho nên là bây giờ chúng ta mới bắt đầu, chúng ta sẽ bắt đầu bằng nghi thức rửa tội cho cháu Skyly Phạm, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu bước vào thánh lễ.
thành thần, xin Ngài ngự đến canh tân đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa bên soi sáng chuôi khôn, hiệp nhất muôn lòng. Chúa ơi, khấn xin ngự đến đổ tuôn muôn đơn phù dung chúng con, xin thương soi dẫn nhân tâm nương theo thần khí bước trong bình an. Lạy lạy Chúa thành thần, xin Ngài ngự đến canh tân đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa bên soi sáng chi khôn, hiệp nhất muôn lòng. Hãy đến Thánh Linh từ ái suối ơn mặt trời là đấng uy an, xin thương nâng đỡ uy an cồn chiến lạc hương khổ đau lầm. Lạy Chúa thành thần, xin Ngài ngự đến canh tân đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến soi sáng chi khôn, hiệp nhất muôn lòng. Đấng thánh thay, xin thương thánh tẩy trinh trong bao nhiêu tội lỗi vẫn vương hồn ai. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Anh chị đặt tên cho cháu bé là gì? Anh chị xin cho cháu điều gì? Khi xin phép rửa tội cho con cái, anh chị lãnh nhận trách nhiệm giáo dục con trong đức tin để cháu tuân giữ các giới răn Chúa, là mến Chúa yêu người như Chúa Kitô đã dạy chúng ta. Anh chị có ý thức điều đó không? Anh chị đỡ đầu có sẵn sàng giúp cha mẹ này thi hành nhiệm vụ không? Teresa Skyly Phạm, Cộng đoàn Kitô Hữu rất hoan hỷ đón nhận con. Nhân danh cộng đoàn, cha ghi dấu thánh giá cho con. Sau đó, cha mẹ và người đỡ đầu cũng cùng ghi dấu thánh giá. Khi ấy Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy, vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.
Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi tôn, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đoái thương em nhỏ sắp chịu phép rửa tội đây. Cha mẹ em và những người đỡ đầu cùng mọi người đã chịu phép rửa tội. Nhớ mầu nhiệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, xin Chúa đoái thương dùng phép rửa tội mà tái sinh em nhỏ này, không nhận em vào hội thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ phép rửa tội và xin Chúa đoái thương cho em này trở thành môn đệ trung tín và chứng nhân của phúc âm Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cho em nhỏ này đời sống thánh thiện, được hưởng niềm vui nước trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cho cha mẹ và người đỡ đầu trở nên gương sáng đức tin cho em. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đoái thương luôn luôn gìn giữ gia đình em trong tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đoái thương làm cho ơn phép rửa tội sống mạnh lại trong mọi người chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Thánh Giuse, cầu cho chúng con. Thánh Gioan Tẩy Giả, cầu cho chúng con. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, cầu cho chúng con. Thánh Teresa, cầu cho chúng con. Các thánh từ đạo nước Việt Nam, cầu cho chúng con. Các thánh đồng các minh, cầu cho chúng con. Các thánh nam nữ của Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã sai con Chúa xuống thế gian để trục xuất quyền lực của ác thần Satan khỏi chúng con, giải thoát và đem con người được giải thoát khỏi tối tăm vào ánh sáng kỳ diệu nước Chúa. Chúng con nài xin Chúa làm phép cho em này sau khi khỏi tội nguyên tổ được trở thành đền thờ Chúa Uy Linh. Xin Chúa cho Thánh Thần ngự trong em nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa Kitô cứu thế ban sức mạnh của người cho em để biểu hiện ơn ấy cha sức dầu cứu rỗi cho con trong một Đức Kitô Chúa chúng ta đang hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa đã gọi tôi tới Chúa là Teresa Skyly Phạm đến lãnh nhận phép rửa tội trong đức tin hội thánh. Nhờ mầu nhiệm đức thánh này, xin Chúa ban cho em ơn tái sinh bởi Chúa Thánh Thần để em được sống muôn đời nhờ Đức Kitô Chúa chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu trẻ nhỏ, anh chị em đem đến sắp lãnh nhận bí tích rửa tội do lòng Chúa yêu mến em sẽ được sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần.
Anh chị em hãy để tâm giáo dục em trong đức tin, để sự sống của Chúa khỏi thiệt thòi vì ảnh hưởng tội lỗi, nhưng ngày càng nảy nở trong em. Vậy nếu nhờ đức tin hướng dẫn, anh chị em sẵn sàng đảm nhận bổn phận ấy, thì anh chị em hãy nhớ lại bí tích rửa tội của mình mà từ bỏ tội lỗi, tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô như hội thánh tin. Chính trong đức tin mày mà em được rửa tội. Anh chị em có từ bỏ ma quỷ không? Thưa từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ mọi việc của ma quỷ không? Thưa từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ mọi sự sang trọng của ma quỷ không? Thưa từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Thưa tin. Anh chị em có tin kính Đức Kitô, Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Thưa tin. Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Thưa tin. Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Vậy anh chị em có muốn cho em Teresa Skyly Phạm được rửa tội trong đức tin Hội Thánh mà tất cả chúng tôi vừa tuyên xưng với anh chị em không? Teresa Skyly Phạm, Cha rửa tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát con khỏi tội và tái sinh con bởi nước và Chúa Thánh Thần. Chính Người sức dầu cứu độ cho con, để sau khi nhập đoàn với dân người, con mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô, là tư tế, vương đế đến cõi sống đời đời. Amen. Teresa Skyly Phạm, con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tức vị của con. Nhờ lời chỉ bảo và gương lành của Thánh Nhân giúp đỡ, con hãy mang nó tinh tuyền mãi cho đến cõi trường sinh. Hãy nhận lấy ánh sáng của Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và đỡ đầu, ánh sáng này được trao phó cho anh chị em chăm nom, tức là lo lắng cho em nhỏ này được Chúa Kitô soi sáng, luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin. Nhờ đó khi Chúa đến, chúng sẽ được ra nghênh đón người và toàn thể các thánh trên trời. Nguyện xin Chúa Giêsu đấng làm cho kẻ điếc được nghe, kẻ câm nói được, ban cho con sớm có thể nghe lời người tuyên và tuyên xưng đức tin để con ca tụng vinh danh Chúa. Amen. Anh chị em thân mến,
Nhờ phép rửa tội, em nhỏ này được tái sinh. Em được gọi thực sự là con Thiên Chúa trong phép rửa tội. Em sẽ tiến tới bàn thờ Chúa tham dự bàn tiệc tế lễ của Người ở giữa hội thánh. Em sẽ gọi Thiên Chúa là Cha. Giờ đây nhân danh em và trong tinh thần nghĩa tử mà chúng ta cùng nguyện cầu như Chúa đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sai chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thiên Chúa toàn năng đã nhờ con Ngài sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria mà làm cho các bà mẹ công giáo hân hoan, vì niềm hy vọng vào đời sống bất diệt đã bừng lên trong con cái. Xin Chúa thương ban phúc cho bà mẹ này. Bà tạ ơn Chúa vì được Chúa cho sinh con, và xin cho bà cùng với con mình cảm tạ Chúa luôn mãi trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng, đấng ban sự sống trần gian và thiên quốc, ban phúc lành cho người cha của em nhỏ này. Xin cho anh cùng với bạn mình trở thành những người trước tiên dùng lời nói và gương lành làm chứng tá đức tin cho con cái trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng, đấng đã tái sinh chúng ta trong đời sống vĩnh cửu bởi nước và Chúa Thánh Thần, rộng tay ban phúc lành cho các tín hữu của Người đây, để mọi nơi, mọi lúc họ là phần tử sống động của dân Người. Xin Người ban bình an của Người cho tất cả những người có mặt nơi đây, trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Giờ đây chúng ta cùng dâng em nhỏ này cũng như gia đình cha mẹ của em nhỏ cho Đức Mẹ. Con đến trường tòa nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng sáng dâng cõi lòng yêu mến. Ô thắp nơi mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống. Hỡi Maria, xin mẹ nhận lấy tâm thân xác hồn con đến thiên dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ mẹ với mẹ, vững chí chiến đấu vì mẹ trong mẹ. Nước mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước cha muôn đời. Vâng, con xin cảm ơn quý cha cũng như quý cộng đoàn. Giờ đây chúng ta chuẩn bị tâm hồn để chúng ta bước vào thánh lễ. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em rất thân mến, ngày hôm nay chúng ta quy tụ trong nơi thánh đường này để chúng ta mừng đại lễ Chúa Phục Sinh. Trong thánh lễ Chúa Phục Sinh ngày hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được ơn phục sinh của Chúa, để chúng ta có được niềm vui và niềm hạnh phúc mà Chúa đã chết và sống lại để ban cho chúng ta. Trong niềm vui và hân hoan đó, chúng ta cầu nguyện một cách đặc biệt cho hai em là Anna Nguyễn Thị Thu Anh và Giuse Huỳnh Quốc Bảo trong ngày lễ thành hôn của hai em. Xin Chúa ban phúc lành xuống trên hai em cũng như gia đình của hai em trong tương lai. Với tất cả những ý nguyện đó, giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế Chúa là đấng
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ai, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần trên, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hân hỷ mừng người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới, để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng đấng phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên chi cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Judea, khởi đầu từ Galilea, sau khi Gioan rao giảng phép rửa, ấy là Thiên Chúa thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu cho người. Người đi khắp nơi ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám. Bởi vì Thiên Chúa ở cùng người và chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì người đã làm trong nước Do Thái và tại Jerusalem. Người là đấng người ta đã giết treo người trên thập giá, nhưng ngày thứ ba Thiên Chúa đã cho người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi, là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước. Chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại, và người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về người rằng tất cả những ai tin vào người thì nhờ danh người mà được ơn tha tội. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Hãy cảm ơn.
nay thành viên đã kiên vững góc tường. Mọi việc do tay của Chúa chúng ta, hãy cùng gieo mừng vì ngày Chúa sáng lập. Hãy cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn đời. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. Sống lại
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng, người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia đi ra đi đến mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào dù ông đã tới trước. Ông thấy và ông tin vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Thánh Kinh thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cô, quý ông, bà và anh chị em, chúng ta thử nghĩ xem là ở trên cuộc đời này cái gì quý nhất anh chị em? Anh chị em thử nghĩ coi cái gì quý nhất? Hột xoài quý nhất phải không ạ? Wow. Chắc ăn là hột xoài quý nhất không ạ? Rồi, hột xoài quý nhất, ok, được một, được có điểm rồi. Rồi bây giờ ai nghĩ là có cái gì quý nhất nữa? Sức khỏe quý nhất, ok, rồi. Tiếp. Đấy với là cái câu mà em đang cần câu trả lời. Anh có hột xoài mà anh chết ấy, thì anh đem đi đâu? Anh có sức khỏe mà anh... Ma quỷ nó cũng khỏe vậy. Nó còn cám dỗ cả loài người chết theo nó cơ mà. Cái quý nhất ở trên cuộc đời và trên vũ trụ này đó là sự sống. Tất cả mọi cái chúng ta phải ý thức rằng chúng ta làm việc, chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta có hột xoài, chúng ta có đô, chúng ta có nhà, có xe. Những cái đấy nó phục vụ cho sự sống. Nó là phương tiện để phục vụ cho sự sống. Cái quý nhất là sự sống. Nhưng mà ít nhất là nó có hai cái loại sự sống. Sự sống về thể lý của chúng ta và sự sống về tinh thần. Hôm nay mình không có ý định để nói về các sự sống đấy, nhưng mà chúng ta chỉ hiểu rằng chúng ta có một cái sự sống quý lắm đó, đó là chính Thiên Chúa là sự sống. Cái sự sống của chúng ta có thế này này, đó là chính Thiên Chúa cho chúng ta. Chính Thiên Chúa cho chúng ta. Bởi vì cái sự sống này đó là hình ảnh của Thiên Chúa, và nó là cái sự sống vĩnh cửu, không có bao giờ mất được. Còn cái sự sống thể lý của chúng ta thế này là chỉ mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. Nhưng mà Y Vân thì ông bảo là, em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Cha Trung cha hát hay lắm, về nói cha Trung như này, cha nói nhé. 20 năm đầu thì nó ra làm sao, 20 năm nữa, cuối cùng là, em ơi 20 năm nữa là bao? Đấy là cuộc sống này nó ngắn, cực kỳ ngắn. Cái sự sống quý nhất đó là cái sự sống đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là sự sống. Chính vì cái sự sống đấy mà chúng ta tuyên xưng ở trong Kinh Tiên Kính, vì loài người chúng tôi và để cứu độ chúng tôi. Mà ngày hôm nay là ngày lễ phục sinh, chúng ta mừng cái sự sống đấy. Cái sự sống đấy nó được khẳng định việc Chúa Giêsu sống lại. Việc Chúa Giêsu sống lại. Nếu như Chúa Giêsu không sống lại, chúng ta không là cái gì hết á. Mà tất cả những gì Chúa Giêsu dạy bảo ngày xưa đấy, chúng ta cũng chả tin để làm gì cả. Bởi vì Chúa Giêsu cũng giống như một cái con người bình thường như chúng ta. Một người bình thường như chúng ta thôi. Bởi vì chúng ta thử coi nhá,
Trước đây Chúa Giêsu dạy về một tin mừng yêu thương, về một tin mừng về sự sống, nói về Thiên Chúa là Cha, là lòng thương xót. Ngài dạy đủ mọi điều hết á. Thì cũng giống như kiểu là ông Aristotle ông ấy dạy thôi. Nhiều vĩ nhân ở trên thế giới này họ cũng dạy như vậy mà, có phải không ạ? Nhưng mà Chúa Giêsu khác với tất cả những vĩ nhân khác ở trên thế giới dạy đó. Đó là khi mà Ngài sống lại đó, thì tất cả những gì mà Ngài nói, Ngài làm và Ngài dạy, nó là chân lý. Nó là chân lý. Khi mà người Do Thái người ta an táng đó, không có giống như là chúng ta ngày xưa đó. Đó là người chúng ta có thể là hỏa táng hoặc là có thể chúng ta là địa táng. Nhưng mà người Do Thái đó thì người ta tìm các cái hốc đá, cái hang đá ở bên trong vách núi, và khi một người chết, cái xác bỏ vào trong quan tài, hoặc là có thể có người không có quan tài nữa, người ta đẩy vào bên trong cái hang đá đấy, người ta lấy cái hòn đá lớn, đóng cái kịch một cái ngoài cửa hang, đứng ở ngoài cửa hang và nhìn vào, anh nằm nguyên ở trong đấy nhá, từ nay mọi thứ chấm dứt. Nếu như Chúa Giêsu mà chết giống như kiểu là các vĩ nhân đã từng dạy á, thì người ta có thể đứng ngoài cái mồ của Chúa Giêsu và người ta nói này: hỡi Giêsu Nazareth, anh hãy nằm nguyên trong đấy nha, từ nay tất cả những cái của anh dạy nó chỉ sống trong thời gian ngắn ngắn tí tí, rồi qua đó nó sẽ đi theo cát bụi, không còn cái gì nữa, những gì anh dạy hết rồi. Có phải vậy không ạ? Giống như mọi người khác thôi. Nhưng mà không, Chúa Giêsu đã sống lại thì tất cả những gì Ngài nói, Ngài làm, Ngài dạy, nó là chân lý cho tất cả chúng ta, vì nó là thật. Bởi vì cái phép lạ mà lớn nhất, mà vĩ đại nhất trong lịch sử là phép lạ gì anh chị em? Anh em thử nghĩ thôi, có phải Đức Mẹ hiện ra ở Fatima không? Hay ở Lộ Đức? Hay là phép lạ Chúa Giêsu làm cho ông Lazaro chết 4 ngày sống lại? Anh em thử nghĩ cho là phép lạ lớn nhất là phép lạ gì ạ? Là gì ạ? Chúa sống lại, đúng thôi, chính xác. Phép lạ lớn nhất là phép lạ Chúa Giêsu sống lại. Thế thì bây giờ hỏi thế này, có phải trong lịch sử thì chỉ có một mình Chúa Giêsu sống lại phải không ạ? Có ai sống lại không? Có ông Lazaro, ông chết 4 ngày, Chúa Giêsu có 3 ngày à? Ông Lazaro ông có nặng mùi rồi phải không ạ? Ông chết 4 ngày nhá, ông sống lại này. Con trai bà hóa thành Naim. Nhiều người sống lại lắm. Thời tiên tri Elise, Elia, hai vị này cũng làm cho người khác sống lại được. Thế thì những cái người đấy sống lại và cái việc sống lại của Chúa Giêsu có khác nhau không anh chị em? Có khác không ạ? Khác ở chỗ nào ạ? Khác thì Chúa về trời. Thì mấy người kia chết rồi nhưng mà linh hồn nó cũng về trời vậy. Những người đấy sống lại rồi Chúa Giêsu sống lại có khác nhau không ạ? Khác. Những người kia đó chết rồi họ sống lại, sống lại rồi để chết thêm một lần nữa, tốn tiền hai lần làm đám tang, đúng không ạ? Ở Việt Nam mình có bài hát đó là người chết hai lần thịt da nát tan. Đi vào trong cái vùng đất Quảng Trị ở miền Trung ngày xưa chiến tranh, khi chết đó là những người lính đã bị chết vì chiến tranh, đào đất người ta chôn xuống rồi, bom nó bỏ xuống một lần nữa, lại bật xác lên lại chôn tiếp lần nữa, người ta gọi là người chết hai lần thịt da nát tan. Đấy là thời chiến tranh. Nhưng mà cái người chết ở trong kia đó, trong Thánh Kinh là họ chết một lần rồi sống lại để rồi sau đó chết thêm một lần nữa. Chết thêm một lần nữa, không biết cái quan tài cũ có dùng lại được không thì không biết. Nhưng mà Chúa Giêsu thì không phải vậy. Chúa Giêsu sống lại là để trở thành đấng hằng sống và không có bao giờ người chết nữa. Để trở thành đấng hằng sống, cũng một thân xác đấy. Nhưng cái thân xác khi Ngài sống lại nó siêu thăng. Trước đây Ngài ở đâu thì Ngài chỉ ở được một chỗ thôi. Ngài ở trên thuyền với các môn đệ thì chỉ được ở trên thuyền với các môn đệ. Ngài ở trong nhà tiệc ly với các thánh tông đồ thì chỉ được ở một chỗ đấy thôi. Nhưng sau này cũng một thân xác đấy thôi. Khi Ngài sống lại thì cái thân xác đấy nó được vinh thăng liền một lúc. Ngài ở chỗ nọ, ở chỗ kia, hiện ra với các thánh tông đồ, đóng kín cửa vẫn vào bình thường. Vào xong bảo đây các con xem, tay
cạnh sườn của thầy đây, cũng một cái thân xác đấy ngày xưa, nhưng bây giờ sống lại, nó trở thành đấng hằng sống, và thân xác đấy nó vinh thăng. Và đó là niềm hy vọng cho chúng ta. Chúng ta cũng vậy, sau này thân xác của chúng ta cũng sẽ sống lại y như Chúa Giêsu sống lại. Anh chị em đọc cái câu cuối cùng trong Kinh Tin Kính cho tôi nghe cái. Câu cuối cùng là câu gì nhỉ? Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi có nói đùa với mấy anh bạn bè linh mục mà đi học thần học cùng với nhau á. Tôi bảo em nói thật với các anh ấy, không có cái câu đấy ở trong Kinh Tin Kính là tôi là người đầu tiên bỏ đạo. Ơ thiệt mà. Câu đầu tiên trong Kinh Tin Kính anh chị em tuyên xưng điều gì? Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Cha toàn năng. Ngài là Cha mà toàn năng để làm cái gì? Ngài là Cha toàn năng để Ngài thống trị chúng tôi hả? Thì cũng tốt thôi. Thì sau đó là chúng ta tin đủ mọi thứ, tin ở trong Kinh Tin Kính, tin cái nọ tin cái kia. Nhưng mà không có cái câu cuối cùng thì Cha toàn năng của Ngài để làm cái gì? Toàn năng của Thiên Chúa là một toàn năng vĩnh cửu, cho con người một sự sống vĩnh cửu, làm cho cái thân xác của chúng ta này trở thành một thân xác vĩnh cửu, sống lại như Chúa Giêsu mà Ngài là đầu. Cái sống lại của người là cái người đầu tiên sống lại từ cõi chết để mở đường cứu độ cho tất cả mọi người chúng ta. Và đó là niềm hy vọng. Anh chị em mà có nghe, tối hôm qua chúng ta có đi lễ đêm vòng phục sinh không ạ? Vị linh mục hoặc là phó tế hoặc là sướng viên họ hát cái câu đấy hay lắm. Nguồn phúc cứu thế hay là sự sống cứu thế, nếu không trao ban, chúng ta sinh ra nào có ích gì? Sự sống cứu thế nếu không trao ban, chúng ta sinh ra nào có ích gì? Đó mới là niềm hy vọng của tất cả chúng ta. Cho nên ngày lễ hôm nay gọi là ngày lễ phục sinh, ngày lễ mừng Chúa sống lại, ngày lễ lớn lắm. Bởi vì mình chính cái niềm hy vọng của chúng ta, cuộc sống của chúng ta không bao giờ cùng, mà cuộc sống đó là một cuộc sống vĩnh cửu mà Chúa Giêsu đã mở đường cho chúng ta. Cho nên là ngày hôm nay là chúng ta phải vui lắm, vui hơn tất cả mọi ngày, bởi vì đem lại cho chúng ta về niềm hy vọng. Và những ai tin vào Chúa Giêsu phục sinh không có bao giờ thất vọng. Tin vào Chúa Giêsu phục sinh bởi vì là sự sống vĩnh cửu của mình mà. Mình có một cuộc sống đàng hoàng lắm, không có sống bê tha cẩu thả được, mà phải sống như các thánh đã sống. Còn nhớ có một cái bài hát mà của các em khiếm thị. Các em khiếm thị tức là từ khi sinh ra cho đến khi về với Chúa chẳng có bao giờ biết ánh sáng là như thế nào. Thế mà sau khi các em vẫn tươi cười, vừa hát vừa vỗ tay. Đen là đen lắm, đen là đen sì, đen là đen thui, nhưng lòng ta không đen. Đen là đen sì, đen là đen lắm mà lòng ta không đen. Một con người chẳng có bao giờ phân biệt được ánh sáng và bóng tối. Không có biết được màu trắng hay màu đen nó khác nhau chi tiết thế nào. Không biết mặt mẹ và mặt cha của mình nó ra làm sao. Ấy thế mà hát lên cái niềm hy vọng đen là đen sì, đen là đen lắm, đen là đen thui mà lòng ta không đen. Nhưng mà chúng ta là những người thì sáng, nhưng mà lòng của chúng mình đen lắm. Đen vô cùng, nhìn cái gì cũng đen. Lòng sống cái kiểu gì ấy, mà không dám hát lên cái điều đấy. Nếu như chúng ta sống với một cái lòng đen như vậy thì làm sao chúng ta có một cái niềm hy vọng tin vào Đức Kitô phục sinh được. Xin để Chúa phục sinh soi sáng lòng trí tất cả chúng ta, hãy mở ra để sự sống của chúng ta luôn luôn vang vọng, và mọi người nhìn thấy chúng ta, họ nhận ra được tin mừng của Chúa được vang vọng khắp gần xa. Và cuối cùng xin mấy phút, cha muốn nói với hai con. Chúng con có ước mơ gì khi xây nhà của mình sau này con? Cái nhà của chúng con xây đấy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa đóng, mà người gọi là gia đình. Chúng con có ước mơ gì không? Ước mơ gì? Con nói cho mọi người biết tí được nhá. Còn ước mơ gì sau này xây gia đình của chúng con? Phải thật hạnh phúc mà cha.
thật hạnh phúc. Con có đồng ý vậy không ạ? Các con muốn gia đình của chúng con làm mái nhà thật hạnh phúc phải không ạ? Nếu như chúng con muốn xây cái nhà của chúng con thật hạnh phúc, cha chỉ cho chúng con cách xây. Vừa chắc mà vừa hạnh phúc, xây ba cái nhà trong một cái thôi, không mất tiền. Mà càng xây như vậy chúng con càng được nhiều tiền. Lạ vậy đấy. Cha nói với nhiều người mà cha làm lễ hôn phối cho các bạn trẻ như chúng con rồi, mà họ cuối cùng họ nói thật, bảo thưa cha giờ con nhiều tiền lắm, con xây đúng cái nhà, gia đình nhà con đúng như cha bảo. Xây một cái trong ba cái. Thứ nhất, chúng con hãy biến nhà mình thành nhà thờ. Thành nhà thờ. Chúng con biết tại sao gọi nhà này là nhà thờ không con? Bởi vì Chúa là trung tâm. Chúa là trung tâm của nhà, nhà thờ. Thế nếu như chúng con muốn biến nhà mình thành nhà thờ, thì chúng con hãy để Chúa là trung tâm của đời sống vợ chồng và gia đình chúng con. Chúa phải là trung tâm. Bảo có lẽ chúng con mới trở lại đạo, con mới nhận ra được sự sống chân lý vì bạn của con, thì con từ từ con hãy tìm kiếm và nhớ cho cha thế này. Có thể chúng con không thuộc bất cứ một cái điều gì ở trong, trong đạo chẳng hạn, thánh kinh con chưa biết nhiều, giáo lý con cũng chưa biết nhiều lắm, hay là cha cũng không tin lắm nhiều người công giáo rành rõ về thánh kinh với giáo lý đâu, cho nên là anh cũng phải cố gắng nhé. Có thể chúng con chưa biết lắm, nhưng mà chỉ nhớ cho cha mỗi một câu thôi: gia đình của tôi là nhà thờ và tôi đặt Chúa là trung tâm của cái nhà đấy. Mà khi chúng con đến cái nhà mà có Chúa là trung tâm, có đi vớ vẩn được không? Có ăn mặc thiếu vải được không? Có ăn nói vớ vẩn linh tinh được không? Đâu có. Ai mà vào nhà thờ mà dám làm mấy cái chuyện tầm bậy tầm bạ linh tinh đâu được đâu. Mình sống ở trong nhà thờ, nhà có Chúa là trung tâm, có Chúa hiện diện, thì cuộc sống của mình nó đàng hoàng lắm con ạ. Đi đứng cũng đàng hoàng, nói năng cũng đàng hoàng, cái gì cũng đàng hoàng. Cái thứ nhất là nhà mình là nhà thờ con nhá. Cái thứ hai, con hãy biến nhà mình thành nhà trường. Thành nhà trường là nơi đấy chúng con giáo dục cho nhau, vợ chồng giáo dục cho nhau, con cái được giáo dục bởi đời sống gương mẫu của cha mẹ. Chúng con mà được dạy dỗ và giáo dục con cái của chúng con thì tuyệt vời. Mà cái dạy hay nhất đó, con hãy làm gương sáng cho con cái của mình. Cha ước mong gia đình của con sau này, khi Chúa ban cho con cái của mình, nó được ngụp lặn lại ở trong cái đời sống mẫu mực của chúng con là cha mẹ. Để sau này khi con cái của chúng con nó đi bất cứ một phương trời nào, nó dám vỗ ngực, nó tự hào: tôi có một người cha và một người mẹ gương mẫu nhất ở trên thế gian này. Và chúng con là cha là mẹ, không bao giờ chúng con hổ thẹn về cách sống làm cha làm mẹ của mình, vì biến nhà mình thành nhà trường. Và cái nhà thứ ba cha muốn chúng con hãy xây, đó là biến nhà mình thành nhà thương. Cái tiếng Anh á thì nó dịch là hospital. Tiếng Việt của mình gọi là bệnh viện hoặc nhà thương. Nó có cả hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, hãy biến nhà mình thành nhà của tình thương. Nhà của tình thương. Đồng thời cũng biến nhà mình thành nhà thương. Biến nhà mình thành nhà thương. Khi biến nhà mình thành nhà của tình thương, ở nơi đấy vợ chồng chúng con ngụp lặn trong nhau tình yêu thương. Bởi vì có Chúa là trung tâm của cái tình yêu thương đấy rồi, thì nó tuyệt vời. Nhưng mà đồng thời, khi chúng con biến nhà mình thành nhà thờ, nhà trường và nhà thương, thì nó phải đi song song với ba ông thầy. Ở nhà thờ này ông thầy nào ông coi sóc con biết không? Ông thầy, chúng ta mình hay gọi là ông cha phải không? Nhưng mà ngày xưa Việt Nam mình gọi bằng tên ông thầy cả. Thầy cả quy tụ con cái và mọi người lại để cầu nguyện với nhau. Quy tụ con cái lại để cầu nguyện với nhau. Ông là thầy cả mà. Ông hướng dẫn, ông dạy dỗ về chân lý đức tin, về sự sống, về văn hóa, về mọi thứ. Thầy cả. Chúng con phải biến mình thành thầy cả.
Ông thầy thứ hai, nhà trường là ông thầy, ông thầy giáo phải có một cái đầu, phải có một cái tri thức, phải có một trái tim rộng mở để có thể dạy dỗ và gương mẫu cho mọi người. Con nó mới hỏi, bố ơi bố, bố có biết là, bố có biết là ở trên, trên trời có bao nhiêu vì sao không bố? Bố bảo, con hỏi cái chuyện nó xa quá làm sao bố biết được, con hỏi cái nào nó gần gần á để bố biết được. Nó bảo, bố bố, thế bố có biết là bố có bao nhiêu cái lông mày không? Hỏi xa quá ông không biết, hỏi bố có bao nhiêu cái lông mày không? Ông cũng không biết luôn. Không biết cách nào để trả lời cho con. Thời đại ngày nay nó vậy đấy con ạ. Thì bây giờ chúng con phải có tri thức để tìm cái cách nào để dạy cho con cái của mình. Và cái nhà thứ ba, nhà của tình thương, thì chúng con biến mình thành thầy thuốc. Phải khám phá ra nhà mình có cái bệnh gì. Ví dụ bảo mai kia khám phá rằng nhà mình có cái bệnh nói nhiều quá. Biết rồi khổ lắm nói mãi. Có mỗi một cái việc đấy thì mình em cứ nói đi nói lại hoài à. Thì bảo phải biến mình ngay thành thầy thuốc để kiếm cái thuốc nào chữa luôn cái bệnh đấy. Mai kia anh đấy nhá, mà anh thấy tự nhiên sau nhà của mình nó mắc cái bệnh đánh bài. Cái bệnh nó đi về khuya quá, nó chẳng về gì cả. Cái bệnh nó đi cả mấy ngày, nó không có email nhắn tin về cho vợ, cho con gì cả. Mà cái bệnh mà đi về, cái mặt nó đỏ phừng phừng lên, toàn hơi bia với hơi rượu. Tìm ngay cái thuốc nào để chữa cho cái bệnh đó. Hoặc là cái nhà mình, dạo này có cái bệnh iPad, iPhone nhiều quá. Con cái nó đi về đến nhà, nó vất cái cặp với bạch một cái, nó vơ cái iPad mà nó nhìn thấy. Đấy là chúa ngôi ba của nó cứ thế nó thờ cái iPad thôi. Con hãy tìm thuốc để chữa nó. Mà cái bệnh nữa là con nó mới được có 3 tuổi à. Lại chúa tôi đeo cái mắt kính nó dày như cái đít chai á. Bởi vì cái bệnh iPad mà suốt ngày nó nhìn vào đây này. Mà mình không biết. Đấy, những cái đấy là những cái mà chúng con biết bệnh nhà mình. Để cái gì nó ảnh hưởng đến tình thương của mình. Thì nó sẽ, chúng con hãy tìm cái phương thuốc để chữa. 3 bệnh phải không ạ? 3 nhà phải không con? Nhà thờ, Chúa là trung tâm, biến mình là thầy cả, nhà thương, xin lỗi nhà trường, biết dạy dỗ và giáo dục bằng gương sáng. Và nhà thương, biến mình thành thầy thuốc để biến cái nhà đấy thành nhà của tình thương. Và trong cuộc sống có cái gì mà nó khó khăn, chúng con hãy yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, có như vậy. Nhà của chúng con cha bảo đảm chắc chắn hạnh phúc và lại còn có nhiều tiền nữa. Cứ xây cái nhà đấy cho cha nhá. Đấy là cái lời cha chia sẻ với chúng con trong thánh lễ này. Xin lỗi anh chị em đã lấy rất là nhiều giờ của anh chị em, thánh lễ dài trong ngày lễ phục sinh, nhưng mà xin Chúa thương, Chúa chúc, Chúa là sự sống, chúc lành cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện một cách đặc biệt cho gia đình mới mà hôm nay Chúa thiết lập. Các con thân mến, các con đến nhà thờ để tình yêu các con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Thực vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc cho tình yêu này và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con được phong phú và kiên cường để các con luôn trung tín với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân. Cũng như chính người đã dùng phép thánh tẩy để thánh hiến các con. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con. Anna, Thu Anh và Giuse Quốc Bảo, các con có tự do và thực lòng đến đây chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không? Thưa cả. Chọn khi chọn lựa đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa con.
Các con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Thiên Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Thưa con. Vậy bởi các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh người. Con Giuseo, anh Giuseo Quốc Bảo nhận em Anna làm vợ và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Em Anna Thu Anh nhận anh Giuseo Quốc Bảo làm chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em. Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã tỏ bày trước mặt Hội Thánh. Xin đoái thương đổ tràn ơn phúc cho chúng con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Amen. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này mà hai người trao cho nhau để làm bằng chính tình yêu và trung thành với nhau. Anna Thu Anh, em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng cho tình yêu và trung thành của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Quốc Bảo, anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vâng, kính thưa cộng đoàn, hai em Anna Thu Anh và Quốc Bảo đã chính thức thành thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa cũng như cộng đoàn. Xin cộng đoàn chúng ta nổ một tràng vỗ tay. Xin cộng đoàn cùng đứng để chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đanh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người ơi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra
người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, trong niềm tin tưởng và phấn khởi mừng ngày Chúa chúng ta phục sinh vinh quang, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Xin cho các vị mục tử biết sống trọn vẹn niềm tin vào Đức Kitô phục sinh và nhiệt tình loan báo tin mừng này cho hết mọi người. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô cư ngụ. Xin cho các tín hữu biết lo cho linh hồn mình được khỏe mạnh, lo mến Chúa yêu người và lập nhiều công đức, hơn là lo cho thân xác được sống lâu sức khỏe và lo tìm kiếm tiền tài, danh vọng lạc thú trần gian. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em hãy xuất hiện với Người. Xin cho các gia trưởng biết khôn ngoan sống trong niềm tin phó thác, để cùng được sống lại và được hưởng vinh phúc đời đời với Đức Kitô phục sinh. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Ông thấy và ông tin, xin cho toàn thể nhân loại nhận ra chân lý đem lại ơn cứu độ là tin vào Đức Kitô phục sinh. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Bí tích rửa tội là cửa dẫn vào các bí tích cần thiết cho ơn cứu rỗi. Xin cho chúng ta và các anh chị em Tân Tòng, Giuse Kenny, Giuse Bảo và Teresa Thảo luôn ý thức phẩm giá cao trọng được làm con Thiên Chúa qua bí tích rửa tội, để hân hoan sống đời chứng nhân, đem niềm vui và tình yêu Chúa cho mọi người ở khắp nơi. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Thần là nguồn ơn soi sáng và thánh hóa. Xin cho chị Teresa Thảo và các anh chị em Tân Tòng can đảm sống đời sống mới trong Chúa Thánh Thần, để đức tin ngày càng vững mạnh và cuộc sống lan tỏa niềm vui, có sức thuyết phục nhiều người tin yêu Chúa. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là nguồn suối tình yêu, xin ban cho anh Giuse Bảo và chị Anna An vừa ước thề với nhau được muôn phước lành của Chúa, được mãi mãi yêu thương nhau và biết xây dựng gia đình theo gương sáng thánh gia, cùng kiên trì vượt qua mọi thăng trầm trong cuộc sống lứa đôi. Chúng con cầu xin Chúa. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi tín hữu đã qua đời, trong đó có thân nhân, ân nhân và bạn hữu của đền quốc gia Đức Mẹ núi Cát Minh
và linh đài Đức Mẹ La Vang được Chúa thương thanh tẩy mọi lỗi lầm và đón nhận vào nước trời hưởng vinh quang bất diệt cùng các thánh. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha Chí Thánh, khi làm cho Đức Kitô sống lại, Cha đã tuyên dương đời sống và đạo lý của con Cha là mẫu mực tuyệt hảo. Xin Cha thương ban ơn trợ giúp cho chúng con, để chúng con có đủ khả năng kiên vững sống theo gương và đạo lý của con Cha. Nhờ đó chúng con hy vọng được Cha thương chấp thuận chúng con là những người con yêu quý của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Được nuôi dưỡng cách lạ lùng, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đã hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cương thánh này, chúng con càng hạnh diện tung hô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vườn qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, vì chính người là Thiên Chúa, là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian. Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhây mừng, cùng với các dũng thần và các quyền thần, không ngừng hát bài ca chung tùng vinh quang Chúa rằng... để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng môn thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timôthê Đâu Lần chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Simon Thành, Matthew Trường, linh hồn Jose Maria, linh hồn ông Cố Đam Minh mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người,
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người đây, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên cặp vợ chồng này. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã cho nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha chi thánh, đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha dựng nên người nam và nữ giống hình anh Cha, và muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn nài xin cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa, xin tuôn đổ tràn hòa phúc lành của Chúa trên chị Anna Thu và bạn trăm năm của chị là anh Du Xe Quốc Bảo. Xin Chúa dùng quyền lực Thánh Thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được thêm phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa ở nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị đã tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Anh chị em hãy chúc bình an. Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa khoan
Nên máu Thánh Chúa Kitô. Nên máu Thánh Chúa Kitô.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa dân từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thương đổi mới hội thánh. Xin Chúa cũng luôn luôn che chở giữ gìn để hội thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin mời quý cha, quý thầy, quý nam nữ tu sĩ chúng ta an tọa. Xin mời đại diện của gia đình lên có đôi lời cảm ơn tới quý cha, quý thầy cũng như cộng đoàn. Kính thưa cha chánh xứ, kính thưa cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý ông bà, quý anh chị cùng quý cộng đoàn lân chú tham dự thánh lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý cha và quý vị, anh Giuse Quốc Bảo ngày hôm nay đã trở thành một thành viên của gia đình chúng con. Và anh Quốc Bảo đã được cha xứ ban bí tích rửa tội cũng như bí tích thêm sức vào lúc 8 giờ 30 tối hôm qua. Và hôm nay trước thánh lễ, cha lại tiếp tục ban bí tích rửa tội cho cháu Teresa Cai Lì Phạm, cũng là con cháu của gia đình chúng con, qua bí tích thánh tẩy. Con cháu của chúng con ngày hôm nay đã được thành những người con của giáo hội, con của Chúa, và cũng được đứng chung với hàng ngũ cộng đoàn dân Chúa. Kính thưa cha và quý vị, hồng ân nối tiếp hồng ân. Hôm nay, trong ngày đại lễ mừng Chúa Phục Sinh hôm nay, cha đã ưu ái ban bí tích hồn phối cho anh Giuse Quốc Bảo và chị Anna Thu Anh, là con là cháu của gia đình chúng con, để anh chị trở thành một gia đình mới. Anh chị cũng đã thề hứa chung thủy yêu thương nhau đến trọn đời trước sự chứng kiến của quý cha cùng quý cộng đoàn, với những ưu ái mà cha đã dành cho đôi hôn phối cũng như gia đình chúng con. Thay mặt cho gia đình, chúng con chỉ biết nguyện xin Đức Bà Núi Cát Minh, quan thầy của giáo xứ, cầu bầu cùng Thiên Chúa ban muôn ơn lành xuống trên quý cha, để quý cha luôn sức khỏe, thêm thánh đức để phục vụ Chúa và phục vụ cộng đoàn. Thay mặt cho gia đình, chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha và quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn đứng để chúng ta cùng nhận phép lành cuối lễ. Xin cộng đoàn thưa Amen sau mỗi lời nguyện. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Thiên Chúa đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ phục sinh của con một ngày. Xin Ngài làm cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Amen. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã được lãnh nhận ơn tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người đồng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Amen. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội,
Ước chi giờ đây, nhờ sống ngay chính anh chị em cũng đang được đến với người trong nước trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Hallelujah, hallelujah. Tạ ơn Chúa, hallelujah, hallelujah. Đã kết thúc lên trên tất cả anh chị em chúng ta cùng tiến bước qua hội trường để chúng ta tham dự tiệc vui cùng với gia đình. Thank you, cảm ơn các thầy. Thank you.
Chúa thành thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn đời.